Có bạn đinh câu hỏi là đợt này mua khu vực nào anh? Đình chia sẻ với bạn đinh câu là đợt này đình đáng tìm ở những cái khu vực có hà tầng thay đổi, những cái khu vực nó có pháp lý rõ ràng đó là như như là cao tốc phán thiệt giao giấy tất nhiên ở ngoài khu vực là vùng vén thành phố Hà Nội cũng có rất nhiều khu vực tốt vì được hỗ trợ bởi hạ tầng nhưng đình sẽ đầu tư ở những cái khu vực với bản thân đình để là khu vực Bình Thuận là một cái khu vực thứ hai là khu vực Lâm Đồng khu vực thứ ba là khu vực Bình Phước và khu vực tư là khu vực xung quanh vùng vén của thành phố Hồ Chí Minh tại sao là như vậy thì mình chia sẻ với anh chị cái thứ nhất đó là khu vực vùng vén của thành phố Hồ Chí Minh thì thời gian vừa qua dịch nhiều anh chị đã đi rất là xa để đầu tư những cái bất động sản quá xa mà không hề có dòng tiền nhưng với thành phố Hồ Chí Minh thì vành đai ba nó đang được triển khai một cách cật lực đang còn đền bù đang còn thu hồi đất và đang còn triển khai mặt bằng để cật lực làm khi những cái cao tốc nó thống vành đai ba thông và kết nối với các cái cao tốc miền tây kết nối các cái cao tốc long thành dầu dây sau đó là lại là làm lên chân thành lên tây ninh thì tất cả khi những cái vùng vén của thành phố hồ chí minh thành một cái sướng sống kết nối đi vùng miền khác nhau những khu vực khác nhau thì mặc định những cái bất động sản vùng vén của thành phố Hồ Chí Minh nó sẽ được lời cái thứ hai là dân số ở thành phố Hồ Chí Minh nó là đông nhất cả nước vì vậy cái việc nhu cầu của cái nhà ở có nhu thu nhập thấp những cái nhu cầu của những người mà một hai mấy triệu một tháng thì những cái lỗ đất 500 một tỷ một tỷ rưỡi thì khả năng họ sẽ mua được khả năng là trong tuổi tiên họ mua xong họ trả 10 đến 15 năm thì đấy là một trong những cái nhu cầu thật và họ rất là cấp thiết trong cái việc là có những cái căn cá nhà để họ ở gọi là cái tổ ẩm bởi vì có nhiều cái bất động sản bây giờ không mua được nhiều anh chị đi làm lưỡng ấy bây giờ có nhiều cái là ba 4 tỷ thì không thể khả năng dành như những cái đối tượng mà công nhân hai ba triệu được không bao giờ mua được bởi vì giờ một tháng được 20 triệu mà ăn uống con 15 triệu đi tiền thuê nhà này còn khoảng 13 triệu thì một năm 10 năm thì phải hơn 30 năm mới mua được một cái tài sản hơn 3 tỷ đấy như vậy thì không thể khả năng mua được và chỉ có những cái sản phẩm khả năng 500 triệu 7 năm triệu hoặc 1 tỷ thì khả năng họ thể mua được nên mình sẽ nhậm vào những cái đối tượng khu vực đó cái thứ hai này ở khu vực Bình Thuận là một trong những khu vực cái bài biển rất là rẻ hiện nay là khí hậu thì sẽ ưu tiên về cho du lịch nó rất là nặng nó rất là nặng hầu như là quanh năm lại không có gió bào cát trắng và biển thì là sạch khí hậu thì tuyệt vời nhưng nó có một cái nhược điểm ấy. từ xưa đến nay đấy là từ thành phố Hồ Chí Minh ra quả xá nên người ta không thích ra nhưng mà sắp tới đấy thì nó lại được lời bởi cái việc cáo tốc phan thiết dầu giấy nó xong thì nó sẽ trợ lực cho cái việc giải quyết cái vấn đề là đi quả xa đấy và người họ thì có thể đi xe khoảng 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi đồng hồ vào cuối tuần và đầu tuần chủ nhật à, xuống đi và đã nghỉ hai ngày xong họ quay về để đi làm những công việc của tuần mới bởi vì cái biển vùng tàu thì có nhiều khu vực nó rất là bẩn và biển vùng tàu thì nó không được sạch cũng như cái bài tắm thì nó thật sự nó không được đẹp nên ngoài cái biển bình thuần ra thì biển phú quốc thì nó lại quá xa thì đình đáng ngậm về cái đấy hai là những cái bất động sản gần cao tốc đấy để làm tràm nghỉ chân sau này những cái bất động sản mà nó nằm ở cái khu vực như là xe điền nó sẽ được ưu tiên phát triển với xe điền thì cái đấy cái tràm nghỉ chân nếu như từ thành phố hồ chí minh ra hai ba tiếng hoặc ở từ thành phố hồ chí minh ra bình thuần nó khoảng 3 tiếng thì cái đấy đã có tràm nghỉ chân vừa nghỉ vừa ăn vừa uống và khi đấy họ vừa sạc pin sau đấy để họ chí chuyển ra Huế hoặc Đà Nẵng gì đấy thì là đấy là một cái trạm nghỉ chân hợp lý nếu như mà về lâu về dài thì nên định đáng chọn những khu vực đó. Cái khu vực thứ ba mà định chọn đó là khu vực Trấn thành hoặc là Đồng Hạ, Bình Phước vì so với cái đất ở Bình Phước quỳ đất đang rất là lớn những cái giá đất hiện nay đang rất là rẻ và quy hoạch nó được đồng bộ đồng thời rất nhiều khu công nghiệp đáng đổ bộ về đó thì nó sẽ tạo cho những cái động lực để phát triển về khu vực bình à, bình phượng đấy đó là những cái khu vực đấy mà cái khu vực tiếp theo mà đình đáng đầu tư đấy là khu vực ở lâm đông anh chị ở lâm đông thì anh chị biết ở đức trọng ở bảo lộc nó sẽ có cao tốc cao tốc và sau khi có cao tốc và đặc biệt ở khu vực đó thời gian vừa quá nó cũng đạt xuống giá khá nhiều thì bây giờ mình phải đi ngược lại là múa vào những khu vực đấy thì nó rất là tuyệt vời